One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ, thời điểm ngày 9 tháng 2. Chúng ta đang có những diễn biến rất đáng chú ý trên chiến trường. Bắt đầu với video diễn biến mới tại Klitschivka, khi một cánh rừng nhỏ phía Bắc đã nằm gọn dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga. Họ đang tiếp cận gần hơn đến cứ điểm của Ukraine dọc theo cánh rừng phía đối diện. Đây là một trong những cứ điểm chính nằm trong tầm ngắm của Nga tại bờ Bắc Klitschivka. Nếu bằng cách nào đó quân đội Nga có được cánh rừng này thì họ có thể thoải mái đẩy quân lên phía Bắc và xa hơn về phía Tây, đồng thời đe dọa an nguy của lực lượng Ukraine ngay bên trong trung tâm khu định cư. Ngoài ra, giao tranh cũng được ghi nhận tại cứ điểm đã có từ trước của Nga tại bờ Bắc Klitschivka. Quân đội Nga trước đây quyết định đẩy lực lượng xa hơn về phía Nam. Ngoài ra, giao tranh giành lãnh thổ cũng diễn ra tại bờ đông khu định cư này, phía Nam Avdiivka và phía Bắc Kudiomivka, với những tiến triển đầu tiên của Nga trong những ngày đầu năm. Tiếp tục video với tiến triển mới của quân đội Nga tại Avdiivka, có hai tiến triển mới được ghi nhận song song với nhau. Một là đòn tấn công về phía Nam thông qua vùng đất trống. Hai là đòn tấn công về phía Nam đi qua quần thể nhà nghỉ ngoại ô. Tiến triển trên có hình ảnh định vị kèm theo, mọi người có thể theo dõi. Mục đích của đòn tấn công này là để đe dọa vị trí của lực lượng Ukraine, đồng thời mở rộng tiền tuyến, kéo giãn đội hình phòng thủ của Ukraine, khiến cho phe đối địch bắt buộc phải chú ý đến tiền tuyến mới của Nga. Cùng với chiến dịch tấn công tại khu công nghiệp phía Nam, Nga đang cố gắng giải tỏa áp lực cho lực lượng đang thất thủ tại bờ Bắc Avdiivka trong thời điểm hiện tại. Tiến triển dường như đang bị đóng băng theo tình hình thời tiết. Nhiệt độ giảm sâu khiến cả hai bên chưa kịp thích ứng. Khối lượng đạn pháo đưa vào sử dụng cũng giảm tương đối đáng kể. Cộng thêm nữa, hôm qua là ngày lễ Giáng sinh của cả hai bên, vậy nên chắc hẳn đã có một thỏa thuận bất thành văn nào đó. Cả hai bên quyết định không đối mặt với nhau quá ác liệt trên tiền tuyến. Nói chung là trong ngày hôm qua, chiến trường đã có một quãng nghỉ nhỏ, mặc dù ta vẫn được chứng kiến một số tiến triển mới. Kéo xuống phía Nam, ta đến với Pervomaiske. Quân đội Nga chiếm đóng thành công một vùng lãnh thổ nhỏ tại phía Nam khu định cư. Lý do đơn giản là bởi vị trí mà họ đã thành công chiếm được trước đó nằm ở phần phía Bắc Pervomaiske. Quân đội Ukraine trấn thủ tại bờ Nam buộc phải rút lui để tránh trường hợp bị Nga bao vây. Lợi dụng khoảng trống đó, quân đội Nga ngay lập tức chiếm cho mình một vài phần lãnh thổ khu vực ngoại ô phía Nam Pervomaiske. Nhìn vào bản đồ có thể thấy, lực lượng Nga đang triển khai chiến dịch tại Vodiane với tốc độ chóng mặt. Lực lượng chiến đấu tại Pervomaiske cần thiết phải thúc đẩy tiến độ để bắt kịp với đồng đội. Mục đích là để gây áp lực quân sự vào Nevensky. Quân đội Nga đã đánh chiếm toàn bộ Pervomaiske trước tiên. Tương tự như những gì đã diễn ra tại Marinka, để đánh Pobieda, Nga đã đánh chiếm toàn bộ Marinka trước tiên. Quay trở lại với Pervomaiske, sau khi có được khu định cư này thì tới thời điểm đó, Nga có thể triển khai đánh gọng kìm với mũi tiến công vào phía Bắc, phía Đông và phía Nam Nevensky. Chúng ta cùng đến với Marinka. Mình có tổng hợp được hình ảnh được định vị tại hai khu định cư này. Đầu tiên là vị trí lân cận trung tâm Helrivka. Quân đội Nga nã pháo vào vị trí tập trung lực lượng Ukraine tại đây. Có thể thấy, chiến dịch tấn công kéo dài về phía bờ Tây của Nga vẫn đang tiếp diễn. Cùng lúc đó, ta cũng nhận được một vài hình ảnh được định vị tại khu vực Nga mới chiếm đóng được, tại nhà thờ bờ đông Helrivka. Với hai hình ảnh được định vị trên, ta có thể thấy rằng lực lượng quân sự vẫn được quân đội Nga duy trì. Họ đang nối dài chiến dịch tấn công của mình tại Marinka vào Helrivka. Giao tranh chủ yếu diễn ra tại vùng Donetsk. Chuyển tiếp đến tình hình tại Novomikhailivka, quân đội Ukraine thành công tái chiếm vùng ngoại ô khu định cư. Ta có thể thấy rõ chứng cứ qua hình ảnh được định vị sau. Vị trí quân đội Nga bị nã hỏa lực điên cuồng bằng UAV của Ukraine ở xa phần rìa khu vực ngoại ô. Sau đó, ta nhận được tin báo cho rằng quân đội Nga đã bị buộc phải rút quân khỏi cứ điểm ở bờ Nam Novomikhailivka. Giao tranh đang được hai bên đẩy về bờ Đông. Tuy nhiên thì cứ điểm tại bờ Nam của quân đội Nga đã sụp đổ. Quay trở lại với tiền tuyến phía Bắc, ta thấy sự dịch chuyển về lãnh thổ có lợi cho Ukraine tại khu vực lân cận Dniprova. Họ tái chiếm thành công một phần lãnh thổ nhỏ bao quanh con đường đến Dniprova. Tiến trình trên kèm theo hình ảnh được định vị sau đây. Có thể thấy, giao tranh hiện đang nổ ra ác liệt tại Dniprova, song song với chiến dịch tại Teni và rừng Serebianki. Tự trung lại,
giao tranh tiếp tục nổ ra trên mọi mặt trận, tuy chẳng đem lại kết quả gì mới đáng chú ý. Ngoài ra, ta cũng nhận được một video cho thấy chiếc xe tăng Ukraine đi vào vùng xám phía tây Chervonopopivka. Chiếc xe tăng sau đó đã bị thổi bay bởi pháo binh Nga. Đây có thể coi là một đòn nhử để phần nào đó làm giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine tại các tiền tuyến khác. Cuộc chiến bào mòn, tranh giành lãnh thổ tiếp tục diễn ra. Các bên chỉ đang cố gắng củng cố vị trí đóng quân, cứ điểm của mình, đồng thời làm suy yếu hàng phòng thủ của đối phương. Ta quay trở lại với một bài phân tích tổng hợp dữ liệu của tờ báo Hoa Kỳ. Chúng ta có nói qua trước đó, quân đội Nga trong chiến dịch tấn công mùa hè của Ukraine đã xả ra 5.000 quả đạn pháo mỗi ngày so với 7.000 quả của phe tấn công. So sánh với thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine nã 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi con số đó với Nga là 10.000 quả. Như vậy, Ukraine có lợi thế 4.1:1 trong suốt chiến dịch mùa hè. Giờ thì Nga đang chiếm lợi thế thượng phong với tỷ lệ áp đảo là 5:1. Quân đội Ukraine dường như chẳng thể nào trụ vững trên tiền tuyến với hỏa lực áp đảo từ quân Nga. Quân đội Ukraine với nguồn viện trợ khổng lồ, họ nã 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày so với 5.000 quả của Nga. Giờ thì Nga bắn trả ngược lại 10.000 quả mỗi ngày. Ta có thể thấy được khả năng sản xuất của họ được mở rộng vượt trội đến mức nào. Không chỉ có thế, có vẻ như trong suốt chiến dịch tấn công của Ukraine, quân đội Nga đã đặt giới hạn hỏa lực của mình nên họ đã tiết kiệm được một lượng đạn pháo cực kỳ lớn để đưa vào phục vụ cho chiến dịch tấn công của Nga lần này. Chưa hết, Nga còn có một phi vụ làm ăn với Triều Tiên. Cùng lúc đó, quân đội Ukraine cũng tương tự, bắt tay với Hàn Quốc. Đất nước Kim Chi đã gửi hàng tấn đạn pháo 155mm đến lãnh thổ Ukraine. Thông tin trên đã được khẳng định bởi truyền thông của Mỹ. Có thể nói rằng, nguồn khí tài Hàn Quốc gửi đến lớn hơn rất nhiều so với toàn khối EU cộng lại. Hầu hết những quả đạn pháo Ukraine bắn ra trong chiến dịch tấn công của mình đều là đạn pháo do Hàn Quốc gửi tới. Giờ thì chỉ có trong mơ, quân đội Ukraine mới chiếm được cái thế trận mà trong đó họ áp đảo về hỏa lực so với Nga. Quân đội Nga rất bình tĩnh, họ không đánh giá chiến dịch tấn công của Ukraine là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với mình. Họ đã tự ém lại số lượng đạn pháo sử dụng và giờ thì Ukraine sẽ phải gánh chịu hậu quả để lại từ chiến dịch thất bại trong quá khứ. Và giờ thì đã đến lượt gông Nga trả đũa với lượng khí tài khổng lồ đã tiết kiệm được cùng phi vụ làm ăn với Triều Tiên. Đáng lo ngại hơn cho Ukraine, kể cả không có phi vụ với Triều Tiên, Nga vẫn có dư đạn pháo để bắn đến 15.000 quả mỗi ngày. Một con số cực kỳ khủng khiếp và nó có thể kéo dài trong 6 tháng tiếp theo. Đó là trong trường hợp Nga chỉ sử dụng mà không sản xuất. Ở chiều ngược lại, tình thế đang khó khăn gấp đôi cho Ukraine khi mà Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách tại Nhà Trắng, bà Salanda Young cho biết, chính phủ Mỹ rất cần sự chấp thuận của Quốc hội đối với gói viện trợ lớn dành cho Ukraine nếu tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Bà nói, Washington còn rất ít lựa chọn khác để tiếp tục dòng viện trợ và cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine gói viện trợ cuối cùng trị giá 250 triệu USD vào cuối tháng 12. Theo bà Young, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã phải khẩn cấp vượt quyền Quốc hội mà sử dụng quyền lực riêng của Tổng thống để cho phép lấy vũ khí từ kho dự trữ hiện có của Mỹ và gửi đến Kiev. Những kho dự trữ này không thể được nạp lại nếu không có nguồn tài trợ chưa được Quốc hội phê duyệt. Quan chức này nói thêm rằng, Lầu Năm Góc vẫn có một số thẩm quyền hạn chế trong việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Nhưng điều đó sẽ không đưa lượng lớn thiết bị vào Ukraine. Đầu tuần này, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang hết tiền đối với Ukraine. Các quan chức Mỹ đều thừa nhận, tình hình viện trợ cho Ukraine không khác gì thảm khốc, đồng thời cảnh báo về khả năng Mỹ sẽ phải ngừng hoàn toàn viện trợ cho Kiev. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách tại Nhà Trắng, bà Salanda Young nói với các nhà báo rằng, đúng, Kiev có thể cần một chút thời gian từ các nhà tài trợ khác để đảm bảo rằng họ có thể duy trì khả năng sẵn sàng chiến tranh, duy trì nền công vụ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra ở Liên minh châu Âu, ở các đồng minh NATO khác, nếu Mỹ rút khỏi sự hỗ trợ của họ? Quan chức này cảnh báo rằng, diễn biến như vậy cũng có thể khiến cho các quốc gia khác rút lại sự ủng hộ đối với Kiev. Điều đó gửi thông điệp gì tới phần còn lại của thế giới và quyết định của họ sẽ như thế nào nếu họ không thấy Mỹ bước lên nắm quyền? Được biết, ngoài Mỹ, nhà tài trợ chính còn lại của Ukraine là Liên minh châu Âu EU cũng chứng kiến gói viện trợ lớn của mình dành cho Kiev bị trì hoãn do bất đồng nội bộ. Một kế hoạch kéo dài 4 năm, theo kế hoạch trị giá khoảng 50 tỷ euro đã bị Hungary phủ quyết vào cuối năm ngoái và các cuộc thảo luận về kế hoạch này đang bị đẩy sang năm 2024.
Trong khi đó, giữa những diễn biến như vậy, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với Tristan Amanpour của CNN hồi tuần trước rằng đất nước của ông không có kế hoạch B nếu không có viện trợ quân sự của Mỹ. Ông cũng nhắc lại yêu cầu của Kiev về máy bay không người lái chiến đấu, tên lửa tầm xa và khả năng phòng không cùng các thiết bị khác. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.